Hello, trung tâm điện tử đám hoa xin chào anh em nhé. Lại lên một cái clip nội thất của cặp súp kép PV đây. Đây, nội thất của cặp súp kép PV. Đấy, đẹp lắm anh em này. Đấy, một cặp súp kép PV bát 40. Đấy, từ hai côn họng 100. À, thùng Mugosit. Sơn cát, mã của nó đây, mã là DTH215B. Công suất 1000W, hỗ trợ bằng 3 cổng jack nguyên chiếc này. Đây, PV. Hàng made in USA anh em nhá, trở kháng 4 ohm. Đấy. Đấy. Đấy, súp được thiết kế hai cái bánh xe ở phía sau. Khi di chuyển súp anh em chỉ cần hơi ật ngửa cái súp ra đằng sau một chút là chúng ta di chuyển bằng bánh xe rất nhẹ nhàng. Đấy. Dòng này bát thả rất sâu mềm này anh em này. Đấy, cùng thiết kế thì chiều sâu là khoảng gần 80 nhá. À, thiết kế một bát úp vào. Đấy, một bát ngoảnh vào và một bát được ngoảnh ra. Đây. À, cái bát này mà bên em tháo ra hết ốc rồi nhưng mà rất khó tháo nhá. Nó lằn cái bát vào cái gỗ cho nên là rất khó tháo, cho nên là thôi để lại một chiếc này đi. Đấy, cho nó zin nguyên bản đi. Đấy, đây tiêu âm đây. Đấy, tiêu âm hàng xịn sò anh em nhá. Đây, mã màng đều có số sơ di là 10018. Đấy, 10018 từ hai côn 100 nhá. Rồi. Hàng bao zin bao đẹp cho anh em. Đấy. Đây màng của nó đây. Đấy, màng giấy gân vải tẩm dầu nhá, đẹp xuất sắc này. Đẹp mãn nhãn nha. Đấy, con này cũng mã 10018 nhá. Đấy. Đây, quả này tháo ra rất là khó tháo này. Đấy, bảy mãi nó mới ra nhá. Đấy. Đấy, nó dính cái đường đẹn gân vào gỗ này. Đấy. Con này tháo lần đầu tiên nhé các bác nhá. Đấy, tháo lần đầu tiên ra này. Đấy, kỳ công mới tháo được chiếc bát này ra. Đấy. Số di màng đây. Mã 10018 đây. Đấy. 10018 nhá. Đấy, zin đét hết. Đấy, hàng zin đét đẹp xuất sắc. Đây, mã màng đây. Đấy, 4 chiếc bát đều có mã là 10018 từ 22 côn 100. Đây, hàng VIP đẹp lắm các bác nha. Đây, đây màng đây. Đấy. Đấy, cặp súp này phải nói đẹp từ con ốc đẹp đi. Đấy, hàng thiếu thùng xốp rồi các bác nhá. Này, ốc của nó rất đẹp. Đấy. Ốc của nó rất đẹp nhá. Đấy. Đó, PV mã DTH215B. Đấy, hàng đẹp thiếu thùng xốp, zin nguyên bản 100%. Đấy, tiếng bát thả cực sâu và mềm. Đấy, thùng được thiết kế là khoảng gần 80 cm.